Hello, chào cả nhà, mình là Long đây. Thì hôm nay thực sự mình đang đứng là xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này gửi đến tất cả mọi người tham khảo nha. Thì vì đây một tỉnh mảnh đất vườn là diện tích là 3.500 m², là 3,5 sào đó. Thì nói chung trên đất này có 300 thổ cư nữa nha. Đó. Thì hôm nay mình lạc qua tới Quảng Thành luôn. Đó. Chủ nhà nhờ mình quay một mảnh đất này. Đó. Lạc qua tới đây luôn. Thì điện nào mọi người thấy không? Điện đài đã tới nơi hết rồi. Thì nói chung thật sự con đường này hiện tại bây giờ đường này 4 m, sơ vô phà tới đất luôn nha mọi người nha. Và con đường đó trước mặt mình đó, là con đường nhựa, cách đường nhựa tầm 40 m thôi là tới đất mình. Thì bắt đầu bây giờ mình quay con nhát cho mọi người xem nha. Đây, mình bước vô. Đất mình thật sự trên đất mình đó, chỉ trồng tiêu thôi. Tiêu và điều thôi. Đó. Đất mình thì nói chung thật sự mình nói luôn là được 100 m mặt tiền đường. 100 m mặt tiền đường này. Thì đất mình thì tự có hình một góc á, là ngắn nhất là 12 m. Đây từ đó 12 m. Và chiều dài kia 100 m, thì càng xuống nó càng nở ra, to ra. Thì ngắn nhất 12 m, có thể từ bây giờ xuống 17 18 m, 20 m, 30 m, 40 50 m, dài xuống đó đó nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem không gian đất. Thì nó thật sự đất là đất đỏ Ba Giang. 100% đất đỏ Ba Giang luôn. Đây, thì nó ranh giới cũng đã rất rõ ràng rồi, tại vì ranh này á hồi xưa họ cho bố bập làm ranh. Kìa, ranh nè mọi người thấy không? Ranh thế này nè. Đó. Đất này có 300 thổ cư. Nó rất là ok. Thích hợp cho làm nhà vườn. Đó. Thì nếu cho ai mua mảnh đất vườn này thì mình thấy thực sự là quá là rẻ, mình nói thực sự là quá rẻ luôn á. Đó. Thì mình không có cô chung đất quá thì mình chỉ có sao nó vậy thôi. Đó. Thì mình báo luôn giá mấy đất này á là 450 triệu một sào. Đó, có 300 thổ cư và diện tích nó là 3,5 sào. Đó. Tiêu nè, họ dùng tiêu và điều thôi nha mọi người nha. Đó. Thì mấy đất, thực sự đất này cắt phân lô cũng được. Thì bây giờ mình tiến vào mấy đất mình quay cho mọi người xem luôn. Đó, đất này thì chỉ có tiêu thôi. Tiêu và họ trồng một vài cái điều, đất khác một vài cái điều nè. Điều nè. Đó. Thì đây. Đây là chính chủ bán luôn nha mọi người. Đó. Đất đỏ Ba Giang, 100% là đất đỏ Ba Giang. Thì nói chung là mình quay này không cần thiết đâu. Không cần quay nhiều đâu. Tại vì đất này chẳng có gì để quay hết. Chỉ quay sơ thôi. Đất này, đất đỏ nè. Yeah. Thôi thì chút nữa mình sẽ cho mọi người xem cái đường xá ở ngoài khu dân cư như thế nào nha. Đó. Quay sơ không gian đất cho mọi người thấy. Tiêu hiện chúng ta tiêu là tiêu Phú Nọc hết luôn. Đó. Thì ở đây là xứ sở tiêu mà. Khu vực Quảng Thành là xứ sở tiêu. Nên họ chỉ trồng tiêu không à. Họ không có trồng cái cây đâu. Thì thật sự chỉ có tiêu mới có giá này thôi. Mà đất này mà đất đỏ Ba Giang nữa mà mặt tiền dài cái này. Mà trồng trái cây thì giá cực kỳ chắc hay khó mua nha. Đó. Thì nên nói chung là ai muốn mua mảnh vườn này về làm vườn á, diện tích nó nhỏ cũng phù hợp nữa, thì có 300 thổ cư nữa, thì mình về mình cưa hết, bỏ hết tiêu đi. Đó. Bỏ hết tiêu đi rồi thì mình trồng trái cây xuống, trồng măng cục, ai thích trồng thì trồng măng cục, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh bởi gì đó. Tiêu nè, không gian đất nè. Rồi, chúc chào mọi người nha, chúng mình sẽ cho mọi người xem khu dân cư nha. Đây, thì ranh giới của mình rất rõ ràng rồi, thì ở ngoài kia là được đường được 4 m, nhưng mà vô tới đây chỉ còn được 3 m thôi nha mọi người. Đó, thì mình muốn rộng hơn thì mình hiến cho 1 m của đất mình đi, chạy dài bên kia. Đó, thì mình nói luôn cái mặt tiền đất mình là 100 m, trên 100 m cho mọi người. Đó, nói chung có thể 110 m, nhưng mà mình nói chỉ tối thiểu nhất là 100 m thôi, chung chung là 100 m. Đó, sau này mọi người về đo khỏi thắc mắc. Đó, 100 m mặt tiền thì nó tính ra thì giá đất ở đây á, mét tính ra 100 m thì mình tính ra mét có 10 mấy triệu à, rất là rẻ nha. 450 triệu một sào thì mình chia ra cho 100 m đi là 3,5 sào đó, có 10 mấy triệu một sào, mười mấy triệu một mét nè, phù hợp nữa. Thì nói chung điện đài đã tới nơi hết rồi, nào mình thấy không, điện kìa. Đó. Đó. Thì đây tiêu không à, đất mình quay mặt về hướng bắc nha mọi người. Đó, tránh bắc. Thì cuối đất mình có một vài hộ ở nữa, có nhà luôn. Thì đất mình hiện tại chưa có nhà nha. Đó. Này, đất mình. Điện đài thì đã vô tới nơi hết rồi. Thì hình như giếng mình, đất mình á, là có giếng khoan luôn á. Đúng rồi, giếng khoan để họ tưới tiêu nha mọi người. Đây, mình bước đi cuối đất cho mọi người xem, dễ ranh giới luôn. Thì cái ranh này á, thì cái cục điện nè, là cái ranh nè. Và bước qua đây, là cái hàng rào người ta là cái ranh.
Thì đất mình tới đây là hết đường rồi, còn chỉ còn một vài hộ thôi. Này, nhà ở cuối này là có một cái nhà nữa nè. À, thấy nhà không? Nhà này. Thì ranh mình là tới đây là hết ranh nha mọi người. Tới cái hàng này nè. Cái nhà này với cái đây, cái hàng này là cái ranh của mình nè. Đó. Còn đây cũng còn một hộ, cũng còn một hộ trong đây nữa. Trong kia ta họ trồng trái cây không à. Đó. Rồi thì hồi nãy mình đã quay đất cho mọi người xem đây. Đất mình là ngay cây cục điện nha mọi người nha. Thì bắt đầu mình đi ra ngoài đường nhựa cho mọi người xem. Thì đường nhựa này cách đường nhựa này 40m thôi. Thì nãy mình có hình dung cho mọi người xem rồi. Bắt đầu mình đi nha mọi người nha. Này thì tới đây là đường nhựa là điện đài nè, rất là ngoạn. điện quá trời điện đường nhựa nè. Đây thì bắt đầu mình bước ra khu dân cư đây, thì nên mình nói chung nói luôn thì đường này đã có đường móc của giới hết rồi đó, cổng hết rồi nha mọi người nha, cấm cọc hết rồi. Đường nhựa nhà ở đây, nhà ở đây. Thì nói chung khu này ở cũng nhà cũng đông á, cũng lấp thác, nhà cũng hơi đông. Thì nói chung mà mảnh vườn này mình nói luôn thì diện tích 3,5 này cũng phù hợp cho túi tiền của cô chú. Thì nếu anh thiện chí về xem đất thì điện thoại cho mình sẽ dẫn trực tiếp xem đất luôn. Đó. Đây khu này chắc an ninh lắm, đây có chuông vậy, chuông báo hiệu thằng xóm ăn trộm cắp vậy. Đây chắc an ninh ở đây. Đây trước mặt mình đã có cái camera luôn nè, camera an ninh nha mọi người nha. Đây đó, chống trộm này kia đó. Rồi đây đây cũng cái camera nè, rất là ok luôn. Nhà cửa ở nè đó. Thì mình chỉ quay sơ không gian này thôi, còn ai mà xem đất gì đó thì về đây xem. Thì đây có trụ sở đây nè, đây là trung tâm văn hóa dân tộc trụ sở đây. Rồi, chào cả nhà nha. Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư đây. Nãy giờ bạn Trần Long có quay cho mọi người xem một cái miếng đất xào ở Quảng Thành. Bây giờ mình cho mọi người xem sổ ha. Thì đây, số tờ thửa, địa chỉ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích của nó là 3.489m², tức là gần 3,5 à. Và đặc biệt là có sẵn luôn 300 thổ cư rồi ha. Rất là giá trị là cái phần này nè. Còn là đất trồng cây lâu năm. Ở đây là cái sơ đồ thửa đất mình ha. Thì như bạn Long có nói ban đầu á, thì đất này có một cạnh là cạnh ngắn, một cạnh dài. Tức là cạnh ngắn này thì nó khoảng 17m ha. Đây. Đó, 5-6 nè, khoảng 17m. Rồi cạnh càng xuống thì nó càng nở ra ha. Tức là cạnh này thì mình đoán là nó phải chừng 30-40m á. Đó. Đất này thì nói chung là mình đánh giá cao cái mặt tiền nó rất là nhiều. Mặt tiền tới gần cả trăm mét lần ha, cả trăm mét mặt tiền. Đó, và đường thì nó thể hiện rõ trên sổ luôn ha. Tại vì anh chị của chú mình xem cái đất mình á, tại vì cái đường trước đất á, nó là đường đất. Cho nên nhiều khi mình nhìn không biết là có chắc là đường nó đã thể hiện rõ chưa. Nhưng mà xin thưa là nó đã hiện rõ ha. Đó, trên sổ nè, đường sẽ hơi đi thoải mái ha. Và dĩ nhiên là khi mà đường, thứ nhất là mặt tiền dài nè, thứ hai là có đường hiện rõ nè, thứ ba là có thổ cư, chung là gần như đầy đủ hết tất cả các yếu tố để mà mình phân lô, phân tách thửa rồi ha. Tức là đối với cái đất này á, một là mình anh chị đầu tư á thì tách nhỏ ra bán ha, bắt thì nó sẽ rất là ok. Còn không á, anh chị mình gọi là bạn bè mình hùng chung mình mua, tức là ở chung hàng xóm cho vui á, tức là mỗi người dựng xào vậy á, thì mình cắt ra chừng 3 miếng đi, 3 hoặc 4 miếng ha. Đó, là rất ok ha. Nói chung là đất này thì nó gọi là phù hợp cho tất cả các mục đích sử dụng luôn. Nhưng theo mình thì mình nghĩ là hơi mua nguyên miếng này 3,5 này làm nhà vườn là rất là đẹp. Mặt tiền này miên man nè, đất mặt tiền càng nhiều thì làm nhà vườn càng đẹp ha. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về cái vị trí của miếng đất này cho mọi người dễ dàng hình dung. Đó. Thì nó là thuộc xã Quảng Thành, nó tiếp giáp ranh với lại bên cái hàng Lâm Sang, Cẩm Mỹ, Đồng Nai ha. Tức là giáp ranh giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai đó. Thì miếng đất này thì nó cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 90 cây số mọi người ha. Khoảng 90 cây số. Cách trung tâm của xã Quảng Thành thì đâu đó là khoảng
bảy tám cây số gì đó. Cách biển thì theo mình nghĩ là khoảng 50 cây số. Đó, 50 cây số. Như bạn Long có quay thì đất mình á, mặc dù đường đất nhưng mà nó lại sát với đường nhựa luôn ha. Đó, đi chạy xe ra 40 mét là ra tới đường nhựa rồi, khu dân cư. Đó. Nói chung mà đất này thì theo mình nhận định là miếng đất này giá là 1 tỷ, tính ra là 400 rưỡi một sào, thì mình nhân cho 1 tỷ ở đâu, mình nhân cho 3 sào rưỡi thì đâu đó là khoảng 1 tỷ rưỡi mọi người. Hơn 1 tỷ rưỡi một chút xíu. Thì mình thấy là cái giá này rất là hợp lý. Phải nói là không muốn nói là rẻ đó. Tại vì nếu tính theo mét ngang nha, mét ngang mặt tiền thì tính ra là có chừng 15 triệu một mét à. Đó, quá rẻ luôn, 15 triệu. Thật sự đất thời điểm này ở riêng châu Đức đó nha. À, là mình thấy là nếu tính theo mét ngang là hầu như là toàn là mấy chục triệu mét trở lên luôn, mà thậm chí có hơn 100 triệu, 200 triệu. Còn miếng này thì tính ra là mặt tiền nó nhiều, cho nên là cứ hết ngang nó có 15 mét, mà ấy là có 15 chừng 15 triệu mét mặt tiền à, rẻ. À, và cái thổ cư nữa, chứ mà cái quan trọng là cái thổ cư nữa ha. À, rất là giá trị, à, khu dân cư đường ô tô vào tới nơi. À, rất là phù hợp cho mình mua về mình phân lô, hoặc là mình làm nhà vườn, hay là nói chung là rất là nhiều mục đích sử dụng. À, thật sự là đất này mà đánh giá là rẻ. À, khoảng 1 tỷ rưỡi cho một cho 3 sào rưỡi đất, 3 trăm thổ cư đường mặt tiền miên man, là giá này là rất là hợp lý. À, thật sự là anh chị chú mình nếu mà sự quan tâm thì mình nên nghĩ là nên đi xem. À, rồi được mình gặp chủ mình chốt luôn. Thì cái giá này thì chủ cũng báo luôn là họ không bớt đâu ha, họ kêu giá để bán luôn rồi, cho nên là họ chỉ một là bớt giấy tiền giấy tờ cho mình, hoặc là họ bao giấy tờ cho mình thì không bớt. Đó, vậy thôi. Đó, thì mình nói trước để anh chị của chú mình đỡ mất thời gian xuống xem rồi thương lượng không được thôi. Rồi thì mình xin kết thúc cái video tại đây ha. Anh chị của chú mình có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ alo số điện thoại mình là 0933 230243, mình xin nhắc lại là 0933 230243. Có gì thì cứ alo mình muốn đi xem đất hay gì đó. Đó. Và bên cạnh đó thì nếu như ai có đất vườn hay nhà vườn mà không còn nhu cầu sử dụng nữa thì cũng có thể alo mình luôn, mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem video nha, chào mọi người.